Rồi Khoa xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất ha của Khoa bên sản Tiền Giang. Hôm nay thì Khoa đang có mặt tại địa chỉ ở đây thì thuộc ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Mặt tiền trước đất mình là mặt tiền đường ô tô 16 chỗ ha, đường thì 4m, đan cán 3m rộng rãi. Thửa đất Khoa sẽ giới thiệu cho quý anh chị hôm nay đây ha. Với cái chiều ngang nha cô chú anh chị, từ cái trụ ranh đó ha, chạy ngang qua tới mí rào 15m, chạy sâu vô là hơn 26m ha, khoảng 26.3, 26.4 đó. Bên Khoa đang bán cái thửa này là chỉ có 330 triệu thôi, đất vườn. Nền thì cô chú anh chị thấy cao ráo luôn rồi, vô là mình chỉ động thổ mình xây dựng ha. Tôi xin nhắc lại, gần 400m2 nha cô chú anh chị, khoảng 400m2 đó. Ngang 15 dài 26 thì nó chạy ra khoảng 390 mấy m2 á, khoảng hào hào khoảng 400m2 nha cô chú anh chị. Thì bản vẽ đo đạc cũng có sẵn rồi, công chứng sang tên chuyển nhượng cho cô chú anh chị nhanh gọn luôn ha. Đây là phía sau đuôi đất của mình ha, có trụ ranh đó cô chú anh chị thấy ha, đó ngay chỗ cái cây lá cách đó ha. Nó chạy ngang qua kia thì mình tiếp giáp với hàng rào, bên kia thì nhà dân, sau đít mình cũng có nhà dân ha, tiền kề rất là nhiều luôn. Còn tuyến đường ngoài đó, tuyến đường công cộng. Đất mình ở đây thì quay về hướng tây nha cô chú anh chị, giáp ranh bên đây là hàng rào, là ngay mí ranh đất của mình luôn ha. Còn đây Khoa xin tư vấn cho cô chú anh chị luôn, đây là hàng điện, nhưng mà cái này thì bên Khoa bao giờ cho cô chú anh chị nha, thì hợp đồng hết rồi, bữa về bữa nữa thì mình dời tới rồi. Nói chung thì trước khi bàn giao đất cho cô chú anh chị thì cái hàng điện này, tại vì hồi xưa cô chú anh chị, cái tuyến đường này thì nó chưa có mở, cho nên thì dân họ cũng không có cái tuyến đường đó đấy ha. Thì nhà nước họ kéo cái đường điện băng qua cái rạch để đi theo cái tuyến đường hiện hữu đan bên kia, cho nên nó hơi bị chồng chéo cái cộng dây điện chỗ này ha. Thì nhiều cô chú anh chị nếu mà xem video sẽ thắc mắc, cho nên Khoa tư vấn cho cô chú anh chị luôn. Thì đường điện thì cũng đã hợp đồng rồi, thì dời ra ranh thì cặp với bào đường ha, ở bên kia không có bỏ cái đường điện này ha. Địa chỉ ở đây thì mình thuộc xã Tân, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí đất của mình thì cách Mỹ Tho tầm khoảng 20 km thôi cô chú anh chị. Từ đây mình đi khoảng 600 đến 800m nữa mình ra tới Bến Phà Bình Ninh. Mình đi thêm khoảng 18 đến 19 km nữa là mình về tới thành phố Mỹ Tho. Còn quý anh chị muốn đi thành phố Hồ Chí Minh thì chắc khoảng thêm 50 km nữa cô chú anh chị. Đây khu vực nhà cửa cũng đông dân ha. Còn bên Khoa vẫn hỗ trợ cho cô chú anh chị nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu lên thổ cư ha, thì mình phụ thu thêm phí thôi. Còn hiện tại thì bên Khoa bán đất vườn cho cô chú anh chị với giá 330 đó. Còn quý anh chị muốn lên 100m2, 200m2 thì sẵn trong quá trình làm sổ á, bên Khoa hỗ trợ cho cô chú anh chị lên luôn. Ở đây thì khu vực này thì nông thôn, cho nên thì đất cây lâu năm là quý anh chị đã có thể sang tên chuyển nhượng và cất nhà rồi, không có cần thiết lắm để lên thổ cư ha, mình ở đất vườn mà. Thì khu vực ở đây thì nước ngọt, dừa cô chú anh chị thấy ha, rất là sai trái. Thì dừa nào dừa nấy nè cô chú anh chị, nhiều nhau hết ha, trái rất là xum xê. Cô chú anh chị có thể tận dụng cái view này để mình làm một cái căn nhà vườn, ô tô mình đi tới đất luôn. Cách tỉnh lộ cũng khoảng chừng 600m nha cô chú anh chị. Mình đi theo cái hướng này, hướng chiếc xe qua lâm này ha, mình chạy ra tới tỉnh lộ luôn, tầm khoảng 600m. Mình rẽ bên tay trái thì mình sẽ đi về hướng ủy ban, về chợ của xã Tân Thới. Mình rẽ bên tay phải thì mình cũng đi về Phà Bình Ninh. Còn hướng ngược lại thì vẫn lộ thông nha cô chú anh chị. Lộ này thì thông ra ngoài Bình Ninh, Bến Phà Bình Ninh luôn cũng được ha. Mình đi cái lộ D bên trong, mình ra Phà Bình Ninh vẫn được.
Đây là những cái mảnh vườn giáp ranh với mình. Khu vực này nước ngọt, điện nước wifi đầy đủ nha cô chú anh chị. Trước đó thì có đèn đường thắp sáng ha. Điện nước wifi này cô chú anh chị mua đất rồi mình đăng ký rồi mình vô mình cất nhà luôn ha. Rồi thì quan tâm cứ liên hệ cho Khoa và tư vấn thêm cho cô chú anh chị nha. Đất rẻ đẹp, giá hợp lý mùa này luôn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.